nhận được 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng pháo tay khích lệ, những tiếng bắt tay thân thiện dành cho người chiến thắng. Rất mong nhận được sự ủng hộ của toàn thể quý vị các bạn. Hãy cùng ngồi lên hai chiếc ghế đá này để có cơ hội nhận 50.000 đồng đến từ ban tổ chức. Hiện nay đang rất mong quý vị khán giả, những người biết lai cỏ có thể ngồi lên đây. Diễn đi. Vâng, xin chào mọi người trở lại với clip livestream trên fanpage Cao Bằng Hóng. Và như đã hứa với các bạn là trong buổi tối ngày hôm nay, những hoạt động cuối tuần của phố đi bộ Kim Đồng luôn được fanpage Cao Bằng Hóng cập nhật và truyền tải đến quý vị và khán giả, những người đã dõi theo fanpage trong Cao Bằng Hóng suốt thời gian vừa qua. Đó là những hình ảnh rất quen thuộc, những hình ảnh rất thân thuộc, những nét văn hóa đặc sắc của phố đi bộ Kim Đồng trong những dịp cuối tuần. Và trong buổi tối ngày hôm nay, team Cao Bằng Hóng muốn gửi đến các bạn một trong những hoạt động rất là hay, đó chính là lầy cỏ. Chắc chắn rằng hôm nay trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều du khách đem đến nhiều du khách một trong những trải nghiệm rất là bất ngờ, đó chính là một môn lầy cỏ. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau hướng lên màn hình để em xin lại Minh Truyền tương tác với mọi người. Đến thời điểm bây giờ thì theo quan sát của tôi là chưa có đối thủ để đến lầy cỏ nữa các bạn nhé. Trước mắt chúng ta thì có thể thấy là trọng tài cũng như là cầu thủ ngoài kia rồi. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng đang chờ đón toàn thể quý vị các bạn. Những người biết lầy cỏ đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng này, hãy tập trung lại đây để giao lưu và để nhận những phần quà ý nghĩa của ban tổ chức. Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là vẫn chưa có ai đến để đăng ký lầy cỏ khu vực bàn đăng ký thi đấu. Trước mắt chúng ta có chỉ có thể nhận ra MC Lại Minh Truyền cũng như là một trong những trọng tài cũng như là cơ thủ lầy cỏ Hoàng Thị Lớn rất nổi tiếng, song song với đó là một trong những cô gái rất xinh đẹp, đó chính là siêu mẫu Đỗ Trang các bạn nhá. Rất mong những người khách du lịch, những người đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng này, ai biết lầy cỏ hãy cùng tập trung ở đây để anh em chúng ta cùng nhau giao lưu. Ai sẽ là hai vận động viên tiếp theo nhận 50.000 đồng đến từ ban tổ chức? Những giải thưởng đang chờ đón toàn thể quý vị và các bạn, đó là 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng vỗ tay, những cái bắt tay thân thiện dành cho người thua cuộc. Vâng, thưa các bạn, đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có ai đến đăng ký các bạn ạ. Anh chị em, cô chị chú bác ơi, lấy cỏ nào, chúng ta cùng ngồi lại đây giao lưu lấy cỏ cùng với ban tổ chức. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng, 50.000 đồng dành cho người chiến thắng đang chờ đón toàn thể quý vị. Hãy mạnh dạn bước lên đây và giao lưu nào. Xin mời Tuân Trà Lĩnh nhá. Tuân Trà Lĩnh rất mong toàn thể quý vị các bạn, những người đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng này, những người biết lầy cỏ, bộ môn thể thao đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng chúng ta, hãy cùng đến đây giao lưu và nhận những phần quà của ban tổ chức. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng đang chờ đón toàn thể quý vị. Có lẽ là do hơi bất ngờ, có lẽ là trong cái công tác. Vâng, hiện nay trên phố đi bộ Kim Đồng đang càng ngày càng đông. Chưa được thông báo. Du khách thập phương đang tập trung tại phố đi bộ Kim Đồng. Đến thời điểm bây giờ, quý vị các bạn, ban tổ chức hãy cùng tập trung tại đây để cùng chính bản thi đấu và có giải thưởng. Ai thắng cuộc sẽ được 50.000 đồng của các bạn nhé. Quê hương Cao Bằng. Rất nhiều phần quà dành cho người chiến thắng và người thua cuộc. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng vỗ tay khích lệ dành cho người thua cuộc. Rất mong toàn thể quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tập trung tại đây để giao lưu với bộ môn lầy cỏ. Vẫn chưa có ai. Các chú, các bác, các chị ơi, lầy cỏ nào, cùng giao lưu bộ môn thể thao đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng nào. Rất nhiều phần quà dành cho người chiến thắng đang chờ đón toàn thể quý vị các bạn tại địa điểm này. Một địa điểm duy nhất tại phố đi bộ Kim Đồng có bộ môn lầy cỏ, bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng. Rất mong quý vị các bạn ủng hộ để cùng giao lưu nào. Bạn nào mà đang xem clip livestream này, ai đang xem clip livestream này hoặc ở khu vực lân cận này, lầy cỏ nào anh chị em ơi, Kim Đồng để lầy cỏ các bạn nhé. Chúng ta sẽ cố gắng tìm hai vận động viên.
Anh trai đầu tiên lại gõ đâu, bạn đây rồi, anh trai áo trắng đây rồi. Hai vận động viên của chúng ta nào, con gái vào đây cổ vũ bố nào. Vâng, và cuối cùng chúng ta đã chọn được hai du khách đến trải nghiệm phố đi bộ Kim Đồng. Như vậy các bạn thân mến, và hai vận động viên chúng ta, vận động viên của thành phố Cao Bằng và vận động viên Bảo Lạc, hai anh có thể gửi tới nhau những cái bắt tay và những nụ hôn nồng thắm. Vâng, tuyệt vời. Quý vị các bạn thân mến, sau đây trọng tài Hoàng Lợi sẽ phổ biến qua một chút gạch đầu dòng cơ bản dành cho cháu ơi, cháu ơi, bé ơi, lạy cỏ nào quý vị ơi, đến đây thưởng thức và giao lưu nào. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những chào bắt tay thật lớn dành cho người thua cuộc. Xin mời. Lạy chào có đất bét đồ mà là xe tổ dế á. Tổng dế. Không xong à. Lạy chào có đây, át tỉnh tới này. Lại rồi, lại rồi. Lại rồi. Rất bình tĩnh. Lại chào có đây, phát triển mái này, xe kiểu mẹ. Vâng, một thông dành cho Bảo Lạc. Lại chào có đây, xe hả nớ là xam bắt. Bấm là xam bắt. Nghi dày lọc, lắc quay lọc, lắc quay lọc, lắc quay lọc, lắc quay lọc, xe tồn xe. Mua đều, tuyệt vời. Lại chào có đây, cắt lưỡi tướng, chi tỉnh duy á. 2-1 dành cho người yêu Bảo Lạc. Lại chào có đây, bóng đá bám là mi tổ tướng, chắc quay lọc, lý quay lọc, lắc quay lọc, xe tồn xe. Vâng, hai đều, một trang vấn đề thật lớn nào, rất căng thẳng. Lời chào có đây, như là đối lên, nguyên tạp bé, bác tạp bé, xin quay lòng á. 3-1 cho thành phố. Lời chào có đây, xe tồn thế, lắc mà bé ta. Vâng, ở ván đấu thứ nhất thì người em thành phố đã dẫn trước với tỷ số 1-0. Ai là người Bảo Lạc đến đây cổ vũ cho anh trai áo trắng nào? Lời chào có đây, xe tồn thế, nguyên tạp mà. 1-0. Lời chào có đây, xe bắp bắp bơ. 2-0 cho Bảo Lạc, tuyệt vời. Lại chào có được phát hình kê thông thông sát tôn sáng lấy bắn đế lấy bắn đế lại chào có được nhị đẳng lồn ra bắn mớ nhị bắn tơ hai đều rất căng thẳng. Lại chào có được phát kể phái à 3-1 cho thành phố. Lại chào có được nhị đẳng lồn nhị bắn đế lấy bắn đế nhị quay lọc chắc quay lọc xây bắn đế chắc chiều ma. Bằng hai điều, còn cần thở là còn gỡ. Lại chào có là hồi lý, hồi bản thế mà thông. Nhà tổ xá là. Bằng cơ hội dứt điểm dành cho thành phố. Lại có là sát, đó là sát bằng ba. Vẫn còn, và hai điều. Lại có là lóc bằng đá thêm, lóc bằng đá thêm. Đây rồi, người nghe bảo là có lên nào. Lại có là hơi tỉnh tới đấy, như tỉnh tới đấy, chắc tỉnh tới đấy, lóc quay. Lóc quay, lóc quay, lóc quay. Xin khoát chứ. Xin phải đuôi. Thêm một đuôi, thiếu một đuôi rồi là người anh em bảo là có thể cầm hòa. Lại chào có đây, pét tà pét tà, lắc tà pét tà, mít tà pét tà, hê bằng nê. Vâng, như vậy là bao nhiêu. Và chúng ta chúc mừng cho chiến thắng của người anh em bảo lạc. Và đến với ván đấu thứ 3, ván đấu quyết định. Lại có phát chính lóc quay lòng là như chiều chẳng là chắc chiều chẳng là chắc chiều chẳng là chỉ thần chiều là chắc dùng này lóc quay lòng là lóc quay lòng là chỉ còn này chắc quay lòng là lóc dùng tôi thì bảo vệ lên chắc chiều tôi chắc chiều ta 1-0 cho Bảo Lạc. Lại có là thay vào tôi như tay lòng là lóc quay lòng lại chồng có là phát kẻ lôi. Vâng, 2-0 dành cho Bảo Lạc. Lại chồng có là xe bắp bắp bơ. 3-0 cho Bảo Lạc, cơ hội đây rồi. Lại chồng có là lắc bền đây. Vẫn còn cho người nghe thành phố. Lại chồng có là trái kiểu phá. Vâng, hay quá, anh chờ một chút để quý khán giả vỗ tay thật lớn lên nào. Lại chồng có là sát kỳ sàn. Chắc chiều chặt, trí tổng thêm. Lắc bắn mơ, hôi bày lòng á. Trí quần phí, chắc bày lòng cả lắc bày. Không không. Sĩ quán vẫn thiếu một đuôi, quá tiếc cho người bạn trẻ chúng ta. Không sao, không sao, vẫn là hai đều. Lại có đây, hôi má thùng. Phát kiểu phải à. Cơ hội dứt điểm dành cho thầy phố. Lại có đây, lắc tiền đây. Ôi, xin chúc mừng cho người anh trai từ thành phố Cao Bằng. Anh có rồi. Cảm ơn cậu. Và xin gửi cho anh một phần quà của ban tổ chức. Đó là 50.000 đô, quá tuyệt vời. Vâng, phần thưởng xứng đáng cho người thắng cuộc các bạn nhá. Xin chúc mừng cho hai bố con nhá, xin chúc mừng. Vâng, anh chị em ơi, like cỏ nào. Xin mời đội vận động viên tiếp theo. Xin mời đội vận động viên tiếp theo, đội bộ môn like cỏ. Bộ môn độc đáo và sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng. Và những tràng vỗ tay khích lệ dành cho người thua cuộc. Mạnh dạn bước lên đây nào. Vâng, vui chơi có thưởng. Và đặc biệt chúng ta lại được vui chơi trong bộ môn rất hay, rất sôi động, bộ môn rất giao lưu, đó là loài cỏ, bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng thân yêu chúng ta. Ai sẽ là vận động viên tiếp theo? Vâng, xin mời anh, xin mời chị, xin mời cô, xin mời các cô, các chú, các bác nào.
quý các bạn thân mến, chúng ta sẽ đang cùng chờ đợi cho đội vận động viên tiếp theo. Ai sẽ là người bước lên đây? Ông vào luôn, vào luôn chú ơi, chơi luôn. À, xin mời chú, xin mời chú. À, chú đây chúng ta đang tìm đối thủ. Anh trai, xin mời anh áo xanh, anh vào đây rồi, đây là có vận động viên đầu tiên rồi. Vâng, đã tìm ra được một vận động viên đầu tiên. Và hy vọng là chúng ta sẽ tìm được một vận động viên tiếp theo. Chúng ta đến từ quê hương Nguyên Bình thân yêu. Nguyên Bình sẽ đối đầu với ai đây? Ai sẽ là đối thủ của người anh em Nguyên Bình? Hiện tại đã có vận động viên đến từ Nguyên Bình các bạn nhá. Đến từ Bảo Lạc nào, quay trở lại phục thu nào. Nào quê hương dậy, xin mời Hải nào, quay trở lại nào. Nào Hải ơi, Hải ơi. Rất nhiều người đang muốn Hải quay lại để có cơ hội nhận giải thưởng của ban tổ chức. Người anh trai đến từ Nguyên Bình có hạ cân rất mạnh, đang tìm đối thủ của mình. Đến thời điểm hiện tại thì có một vận động viên của Nguyên Bình các bạn nhá. Đây là đối thủ của vận động viên Nguyên Bình. Tuy nhiên bây giờ đang tìm một đối thủ tiếp theo. Một lai cầu thủ đến từ Nguyên Bình đang tìm đối thủ. Anh chị em có gì chú bác ơi, cùng nhau lại cỏ, cùng nhau giao lưu nào và cùng nhau nhận giải thưởng rất ý nghĩa của ban tổ chức. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng vỗ tay khích lệ dành cho người thua cuộc. Hãy cùng lên đây, vận động viên Nguyên Bình đang chờ và ai sẽ là đối thủ của anh. Xin mời các anh và đặc biệt là ưu tiên cho các chị cùng bước lên đây để tham gia giao lưu nào. Giao lưu nào anh chị ơi. Cùng bước lên đây và lại cỏ với vận động viên áo xanh rất đẹp trai đến từ quê hương thân yêu Nguyên Bình. Có lẽ là trong thời gian chờ đợi của đây chúng ta nên vận động viên Nguyên Bình thách đấu với trọng tài Hoàng Thị Lợi luôn. Đỡ phải để thời gian chết. Ai sẽ là người bước lên đây để cùng giao lưu lại cỏ với người bạn trẻ đến từ Nguyên Bình nào? 50.000 đồng là phần thưởng dành cho người chiến thắng đến từ ban tổ chức. Còn rất nhiều lượt chơi, còn rất nhiều phần quà của ban tổ chức đang chờ đón bạn. Rất mong quý vị các bạn hãy cùng tập trung lên đây để thưởng thức bộ môn lai cỏ. Bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng thân yêu. Vâng, đến thời điểm bây giờ thì vẫn chỉ có một vận động viên Nguyên Bình các bạn nhá. Xin mời ban tổ chức đang lựa chọn một vận động viên nữa. Xin mời cô, xin mời chú, xin mời tất cả quý vị các bạn. Ai sẽ là người bước lên đây lai cỏ nào? Anh chị em nào đang ở khu vực phố đi bộ Kim Đồng mà đang xem đường livestream này mà có nhu cầu giao lưu lại cỏ có thể đến khu vực đối diện như vậy, tuyệt vời. Cà phê vườn phố các bạn nhé. Chúng ta sẽ lại cỏ với trọng tài Hoàng Lợi. Ok, tôi sẽ làm trọng tài luôn. Quý các bạn thân mến, bên tay trái của tôi trong phần kiểm tra màu xanh đó là bạn trẻ đến từ Bảo Lạc, đến từ Nguyên Bình và trọng tài Hoàng Lợi đến từ trọng tài quốc gia môn lại cỏ. Hai đôi đây. Và cả hai vận động viên chúng ta sẽ thi đấu trong 3 hiệp. Đội nào thắng 2, vận động viên nào thắng 2 sẽ giành chiến thắng. Action. Lên đây, có đây, sát tôm mẹ đấy, thổng ngớ, tinh đầy ớ đấy. Xế tay xế cho trọng tài đấy, người ta đẳng cấp với anh ạ. Lên đây, có đây, có đêm lọc đấy. 2 không rồi, đấy, bạn từ từ thôi chơi này, ai chơi anh. 2 không rồi. Lên đây, có đây, lọc đêm lọc đấy, tụi bắt tinh đầy ớ đấy. 3 không cho trọng tài Hoàng Lợi. Lê lê, có lê, bẹt mắt, bẹt mắt, phụ tập bắt đấy. Vâng, cơ hội đây rồi, 1-3. Lê lê, có lê, bẹt mắt, bẹt mắt. Lọc máy, lọc máy, lọc máy, lọc máy, lọc máy, lọc máy. Xế tài xế, xế tài xế, lọc máy, lọc máy, lọc máy, lọc máy, túi bắt mắt, bẹt mắt. Chưa có gì, chưa có gì. Chúng ta là hai đứa nhanh quá. Chúng ta hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh và từ từ thôi. Hai anh chị là đến với nhau hơi vội. Tôi hết sức bình tĩnh. Vâng, đây rồi, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, trọng tài Hoàng Lợi đã dẫn với tỷ số 1-0. Vâng, đúng là dùng mỹ nhân kế bao giờ cũng dễ hơn. 1-0 cho trọng tài và chúng ta đến với ván đấu thứ hai. Đây này, có đây, xế tài, xế tài, xế tài. 1-0 ở ván đấu thứ hai. Đây này, có đây, xế tài, xế tài, xế tài, xế tài, xế tài, xế tài, xế tài. Chưa có gì, chưa có gì. Đây này, có đây, xế tài, xế tài, xế tài, xế tài. Hai vận động viên cố gắng không rút tay, không rút tay. Hai một dành cho trọng tài. Đây rồi, hai đều. Đây rồi, 3-1 dành cho người bạn Nguyễn Bình. Chưa có gì, chưa có gì. Chúng ta sẽ cùng thực hiện lại. Hay nhanh quá. Vâng, bây giờ hai vận động viên ngửa tay ra một chút nào, ngửa tay ra một chút nào.
Lên đây, có đây, hồi ma. Chưa có gì. Anh chị hết sức bình tĩnh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thế là anh chị hết sức bình tĩnh và thi đấu. Lên đây, có đây, lọc lên block đấy. Đây rồi, mất đều. Và chúng ta đến với màn đấu quyết định. Một màn lội ngược dòng rất hay của đây này, có đây, cầu phải lội đây. Phải mang nè, 1-0 dành cho trọng tài. Lên đây, có đây, sắm bước. Đây rồi, mất đều. Lên đây, có đây, hồi may mà. Chưa có gì, lại. Đây này, xế tài xế, 2-1 dành cho trọng tài Hoàng Lợi. Một tay cái giật nhanh quá. Không, cái nào ra thì gần ta. Chúng tôi có công việc vào. Đây này, có đây, xế tài xế đấy. Pet, hai đều rất cần ở ván đấu quyết định. Đây này, có đây, chân. Chưa có gì, nghẹn ngào, lên đầu gặp mặt, em ạ, không có gì cả. Chúng ta bắt đầu lại. Hai đều. Từ thứ nhất để em lấy hơi nhé. Cứ chuẩn bị ngựa đi. Lên đây, có đây. Sám bố. Chưa có gì. Vẫn là nghẹn ngào. Chúng ta cùng làm lại nào. Bốn đuôi này đi. Vẫn là hai điều. Lên đây, có đây. Tinh đời ở đây. Bét ba bét. Chưa. Rất là rất cao. Lên đây, có đây. Chắc chiếu chắn á. Chỉ sống máy. Tinh đời ở đây. Bét ba bét. Lọc máy lọc. Chưa. Hai vận động viên bình tĩnh nào, quý vị khán giả ơi, chúng ta cho hai vận động viên chúng ta một lời chào. Pet Mapet cơ hội dành cho người anh em Nguyễn Bình. Đây rồi, xin chúc mừng bạn. Quá tuyệt vời, một chiến thắng nghe thở, giả vờ thua và thứ nhất, sau đó là giành chiến thắng chung cuộc. Xin chúc mừng cho người bạn trẻ đến từ Nguyễn Bình và các cô, các anh chị, chú bác ơi. Những người nào biết bộ môn loài cỏ, hãy cùng bước lên đây và nhận giải thưởng 50.000 của ban tổ chức. Nào xin mời các anh các chị, chúng ta cùng lên đây nào, cùng lên đây để giao lưu nào. Xin mời các anh các chị, phần thưởng của ban tổ chức dành cho người chiến thắng sẽ là 50.000 đồng. Và người thua cuộc là những tràng vỗ tay. Xin mời các anh các chị, chúng ta cùng bước lên đây để tham gia giao lưu nào. Đặc biệt là ưu tiên các chị gái, những người biết bộ môn loài cỏ, một bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng thân yêu. Hãy cùng bước lên đây để tham gia nào, để giao lưu nào. Hãy mình dạ lên. Chơi được. Đây, chị này, xin mời chị luôn. Rất mong đặc biệt là ưu tiên các chị gái, những người đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng này để cùng lên giao lưu. Chị luôn đây. Còn rất nhiều những phần quà của ban tổ chức đang chờ đón các anh chị. Vâng, lấy cái này. Vâng. Đây. Chị lại thôi, mời chị vào luôn này. Chưa, chị vào lại với lời đi. Đây, em ra mời luôn. Vâng, ban tổ chức đang vận động viên chị gái, đang vận động chị gái để vào giao lưu loài cỏ. Vâng, chúng tôi đang rất vui mừng. Xin ạ. Vào đi chị ơi. Anh ơi, loài cỏ gì anh ơi? Bộ môn đồng đào, anh Sơn, anh vào đây rồi. Hai loài cỏ thủ nổi tiếng đến từ nước Anh đang có mặt tại đây. Hy vọng rằng anh sẽ lên để cùng giao lưu 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng vỗ tay dành cho người thua cuộc. Và đang rất hy vọng các anh các chị hãy cùng mạnh dạn lên. Rất nhiều phần quà của ban tổ chức đang chờ đón các anh các chị. Vâng, đến xin mời các anh những người biết loài cỏ sẽ cùng mạnh dạn ngồi lên chiếc ghế nóng này. Xin mời anh ra lên loài cỏ nào. Xin mời các anh các chị, những người biết bộ môn loài cỏ, bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng, một bộ môn mà rất thân quen và rất đặc biệt tại phố đi bộ Kim Đồng buổi tối ngày hôm nay. Hãy cùng mạnh dạn lên đây đăng ký vào tổ chức và nhận quà thôi. Công việc rất đơn giản, lên đăng ký và nhận quà. Rất mong các anh chị nào, các loài cỏ thủ đô, các bạn trẻ đến đây. Xin mời các anh các chị cùng lên đây giao lưu. Xin bổ sung một số thông tin cho các bạn đang xem trên luồng clip live stream này. Nếu như mà ai mà tại thì đàn bàn giao lưu loài cỏ này, ai loài cỏ thắng sẽ được phần thưởng 50.000 từ ban tổ chức các bạn nhá. Xin mời các anh chị nào. Có lẽ là công tác truyền thông chưa được thông báo rộng rãi đến mọi người. Thành ra là
Đến thời điểm bây giờ khu vực Lầy Cỏ vẫn ít người biết. Như các bạn đã biết thì cách đây khoảng tầm độ vài tháng, vào các buổi tối, tất cả qua gần đồng Lầy Cỏ, ngay tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng, ngay tại những khu vực như thế đây, thông thường đa phần là rất đông người, rất đông khách các bạn nhá. Rất là nhiều lầy thủ đến để tham gia đăng ký thi đấu và giao lưu những nội dung như thế này. Rất mong quý vị khán giả, những người đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng, mạnh dạn bước lên đây để cùng giao lưu. Vẫn chưa tìm được đối thủ. Tổ chức đang chuẩn bị rất nhiều phần quà dành cho toàn thể quý vị và các bạn, những người đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng buổi tối ngày hôm nay để cùng lên giao lưu bộ môn Lầy Cỏ và nhận quà. Lầy Cỏ bạn ơi, Lầy Cỏ nào. Anh, mời anh lên trên này. Đây rồi, vận động viên đầu tiên đã có mặt. Quá tuyệt vời, một người bạn trẻ đến từ quê hương Bắc Cạn đang lên du lịch tại Cao Bằng chúng ta, và rất đặc biệt khi bạn là vận động viên đầu tiên. Xin mời, ai xin đại diện để thi đấu với vận động viên của Bắc Cạn? Đến thời điểm xin mời các anh chị, những người biết Lầy Cỏ để lên giao lưu với anh trai đến từ Bắc Cạn. Đến thời điểm bây giờ thì có một vận động viên đến từ Bắc Cạn đang thách đấu tỉnh Cao Bằng các bạn nhé. Một vận động viên đến từ Bắc Cạn đang thách đấu tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng. Và rất mong ai sẽ là người đại diện không biết rằng chúng ta thi đấu với Bắc Cạn nào. Ai sẽ là người đại diện cho Cao Bằng và tham gia thi đấu ở nội dung Lầy Cỏ cho buổi tối ngày hôm nay. Xin mời nào, 50.000 đồng dành cho người chiến thắng. Anh Tuấn đây. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng đang chờ đón quý vị. Đang có một lầy thủ đến từ tỉnh Bắc Cạn. Chúng ta sẽ có vận động viên số 2 đang ngồi ở bàn thách đấu. Đây rồi. Để chờ đợi các lầy thủ đến từ tỉnh Cao Bằng. Chưa, như vậy là vẫn chưa có vận động viên số 2. Một màn tham gia vui chơi giải trí thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đối thủ của anh trai đến từ Bắc Cạn. Quý vị ơi, lầy cỏ nào. Cùng đến đây Lầy Cỏ và nhận quà của ban tổ chức thôi. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng, 50.000 đồng dành cho người chiến thắng, và những tràng vỗ tay và những cái bắt tay thân thiện sẽ dành cho người thua cuộc. Ai sẽ là người tham gia thi đấu ở với vận động viên Bắc Cạn? Nếu trong khoảng ạ. Đang có một vận động viên ở Bắc Cạn các bạn nhá. Đang thách đấu tại khu vực phố đi bộ Kim Đồng. Tuy nhiên đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có đối thủ. Hy vọng là sau ít phút nữa ai đó sẽ đại diện Cao Bằng, hoặc là ai đó đang tham gia du lịch, một du khách nào đó đến từ các tỉnh khác đến trải nghiệm tại phố đi bộ Kim Đồng có thể đến giao lưu tại đây. Vâng, chúng tôi vẫn đang mong chờ vận động viên số 2. Số 1 đã có mặt và sẵn sàng. Và ai sẽ là người vận động viên số 2 bước lên đây để thi đấu với vận động viên đến từ Bắc Cạn? Và quý vị ơi, Lầy Cỏ nào, anh chị em hãy cùng tập trung lại đây để chuẩn bị cổ vũ cho màn Lầy Cỏ và của vận động viên số 1 đến từ Bắc Cạn. Và vận động viên số 2 chúng tôi vẫn đang tìm. 50.000 đồng đang chờ đón người chiến thắng. Đây rồi là đôi giày. Anh đến từ Hà Nội. Đi du lịch đến đây. Wow, quá tuyệt vời, anh trai đến từ Hà Nội và anh trai đến từ Bắc Cạn. Không thể đi được là đội bóng Lầy Cỏ chúng ta lại phủ sóng cả đất nước như vậy. Quá tuyệt vời. Lầy là tối thiểu phải có hai đuôi ạ. Thế gì em? Tối thiểu là phải có hai đuôi ạ. Hai đuôi gì? Tối thiểu, ví dụ là xế tải, xế thì được ăn, để xế tải là không được ăn. Anh không hiểu gì ạ. Anh chở vừa tay không? À, có phải là Lầy Cỏ. Với hai đồng chí này chúng ta chỉ cần chơi cái đầu là được. Không, anh tưởng là vừa tay. Đây là môn Lầy Cỏ anh ạ. Vâng, đang là bộ môn Lầy Cỏ, vâng. Đây là bộ môn Lầy Cỏ. Tôi đang khá bất ngờ, tôi tưởng rằng bộ môn Lầy Cỏ chúng ta đang được phủ sóng đến tận Hà Nội. Nhưng không, anh lại tưởng là vật tay. Ok anh, vâng, xin hẹn gặp lại anh vào tối đi bộ tuần sau với bộ môn vật tay. Vâng, quý vị ơi, chúng ta vẫn chờ vận động viên số 2 để cùng bước lên đây. Nhưng mà này, các bạn là mình là ở Hà Nội. Cái Lầy Cỏ của mình thì là khác ở Bắc Cạn. Đang đến với bạn từ 4 đến 10 hơi khác nhau một chút. Thế là nó bắt bắt nửa đúng với ai đúng hay sai, đúng không? Chú ơi, ở đây có trọng tài ạ. À. Có trọng tài ở đây ạ. Vâng, tuyệt vời. Xin mời chú, vận động viên đây mới thực sự là đến từ Hà Nội. Và
chú đã nói rồi, chú rất mê cái bộ môn tài cổ các bạn. Mặc dù là trình độ chưa được thực sự là khá nhưng chú sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Phần hai đuôi à chị? Các bạn ơi, một tràng vỗ tay đến từ một đội trẻ bất ngờ và một chú rất thanh độ đến từ Hà Nội. Quá tuyệt vời, không khí chưa bao giờ lại hay đến như vậy tại phố đi bộ Kim Đồng. Thực sự là bộ môn tài cổ đang được phủ sóng cả nước. Thế nhưng mà lầy với chú thì cứ có đuôi là được ạ. Đúng rồi. Vâng, cứ có đuôi là được. Có kẹt dấu không? Ok. Thường thì chúng ta phải trả với hai đội. Lên đây để trọng tài ấy nhỉ. Được ưu tiên hai vận động viên là chỉ cần chính xác là được. Ván đầu tiên hai vận động viên nữ là hai lầy cổ. Hai lầy thử. Lầy lầy cổ, nhị tấu nhị, nhị tấu nhị này, nhị tấu nhị này, lập bất mơ này, sẽ bất mơ. Được, thế là chơi được rồi. Quý vị ơi, vỗ tay thật lớn để trận đấu bắt đầu ạ. Lại. Tuyệt vời. Lại nữa không ạ? Như vậy đã rồi, thôi chơi thôi chú ơi. Thôi, bắt đầu nhá. Bắt đầu thứ nhất xin mời hai đầy đủ. Bắt tay gái nhỉ? Vâng. Vâng, trận đấu chúng ta tuyệt vời. Ngay tại mảnh đất các bằng thân yêu. Lại cậu, con là bắt mơ này. Vậy 1-0 dành cho Bắc Cạn rồi, rất nhanh. Lầy lầy cọ này, sầu phai má này, chất chất triệu này, chất chất triệu này. Quan má cho Hà Nội một đều, hay quá. Chứ để ghi lại này chưa. Rất tuyệt vời cho một chú rất phong độ đến từ Hà Nội. Lầy lầy cọ này, lọ bắt mơ này, xế bắt mơ này, lọ bắt mơ này. Chưa. Lầy lầy cọ này, lọ bắt mơ này. Lọ bắt mơ. Vâng, 2-1 cho vận động viên Bắc Cạn. Lầy lầy cọ này, xe bắt mơ này, xe bắt mơ này. 3-1 rồi. Lầy lầy cọ này, là bắt mơ này. Sĩ Hùng, hai đều, có ai? Tuyệt vời chú ơi. Lầy lầy cọ này, là bắt mơ này, là bắt mơ này, là bắt mơ này. Chưa có gì, chúng ta có thể đánh chậm một chút để bình tĩnh. Bắt đầu. Lầy lầy cọ này, lọc bắt mơ này, lọc bắt mơ này, lọc bắt mơ này, xếp này. Rồi xếp rồi, 3-1 cơ hội dứt điểm dành cho người bạn trẻ đến từ Bắc Cạn. Lầy lầy cọ, lọc bắt mơ này, lọc bắt mơ này, lọc bắt mơ này. Sắp rồi. Ok, hai đều rồi, rất căng cỏ, rất căng. Lâu nếu vậy thì có nhà. Tuyệt vời đấy, rất tuyệt vời. Lầy lầy cọ này, xin lắp bắt mơ này. Chú giả vờ không biết chơi thôi, cao thủ đây là cao thủ đấy. Lầy lầy cọ này, lắp bắt mơ này, chắc chịu chắc này. Còn chiến thắng thuộc về vận động viên đến từ Hà Nội. Vâng, tuyệt vời. Anh ơi! Vâng, tuyệt vời. Thực ra thì chú của mình là giả vờ không biết chơi rồi, nhưng thực ra là cao thủ luôn. Mình là người kinh. Thực sự là có dịch công tác ở trên này ấy, ở trên Nguyên Bình. Sau 45 năm bây giờ có gì phải quên Tết. Thực sự cái này con lại không chơi đâu. Vậy năm nay 45 năm mình quay về thì cũng thấy cũng tự nhiên gợi lại cái tình cảm thì chơi thử. Quả nhiên cũng rất may mắn là có sai một hai lần mình hô, nhưng mà quả nhiên cũng may mắn là đến với mình. Đến du lịch mà thực sự là mình chơi lại được thắng. Không biết bạn Bắc Cạn có ưu ái không? Nhưng mà tóm lại là mình đã thắng rồi. Đúng không ạ? Rất cảm ơn các bạn nhé. Chúc trận đấu là vui vẻ. Vâng, những chia sẻ rất tuyệt vời của một chú rất phong độ đến từ Hà Nội. Quý vị ơi, một chào với tay thật lớn dành cho vận động viên đến từ Hà Nội giành chiến thắng rất vinh quang, rất hay. Và những chia sẻ rất những kỷ niệm với quê hương Cao Bằng. Cảm ơn chú rất nhiều. Chúc chú cùng toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe và còn chú du lịch thật ý nghĩa tại Cao Bằng. Vâng, các bạn ơi, lại có nào? Có rồi, đây rồi. Đây rồi, là vâng. Bạn ở đâu nhỉ? Em ở Đông Khê. À đây rồi, vận động viên đến từ Đông Khê và vận động viên đến từ Đề Thám sẽ gặp nhau và thi đấu qua ván. Chúng ta này tối thiểu phải có hai đuôi ạ. Ba đuôi đi. Ok, ra ngựa dứt khoát, tay không thò dù, tay phải cửa để quan sát ạ. Xin mời hai vận động viên dường như đã sử dụng chất kích thích khi thi đấu rồi. Ôi, bắt đầu thấy mùi hồng xiêm rồi, vận động viên ngựa. Ok, mùi hồng xiêm to tỏ quanh đây. Rượu đâu? Chơi đâu? Chúng ta sẽ kiếm 50.000 để điều rượu nào. Bắt đầu. Lấy cỡ này, khăm túi này ạ. Xe tải.
tài xế lọc có lọc lọc bán tâm à. Xí tài cho vận động viên Đồng Quỳnh. Lại có lên xế trả thù à. Xế bán tâm. Xế bán thêm một điều. Lại có lên lọc có lọc à. Hay quá đẹp ơi. Lại có lên phải câu nè. Phải bán tâm à. Sai câu nè. Lọc có lọc à. Sai nhiều. Phải con cò nhá. Tuyệt vời. Lại cò lên tìm coi nhá là tìm coi nhá. 3-1 bắn tơ lưng. 3-1 cho Đồng Quỳnh. Lại cò lên sẽ trả thù. Chưa. Lại cò lên sai tài. Chỉ tài 1-0 dành cho Đồng Quỳnh. Chưa được. Đây rồi, 3-1 cơ hội dứt điểm cho người bạn Đông Khê. Cố lên. Nghệ sĩ nhân dân Mạnh Điệp đang phải đứng trước nguy cơ bị đây. Lại có lẽ hồi mãi trên là dọc có lập, dọc bán thăm, dọc có lập, dọc có lập, dọc có lập, dọc có lập, nhìn theo nhỉ, dọc có lập, nhìn theo nhỉ. Sato. Game over. Vâng, nhạc sĩ Mạnh Điệp đã phải dừng cuộc chơi ở đây và xin chúc mừng người bạn trẻ đến từ Đông Khê. Và xin ra hiểu lại và uống chén nước và nhận 50.000 đồng phần thưởng dành cho người chiến thắng buổi tối ngày hôm nay. Vâng, bạn Hải Nam đến từ Đông Khê đã nhận được phần thưởng 50.000 của ban tổ chức. Vâng, anh chị em ơi, tiếp tục nào, lạnh cỏ nào, xin mời đội vận động viên tiếp theo. Ai sẽ là người bước lên đây để có cơ hội nhận 50.000 đồng? 50.000 đồng dành cho người chiến thắng trong bộ môn lạnh cỏ. Và những tràng vỗ tay thật lớn dành cho người thua cuộc. Rất mong quý vị các bạn mạnh dạn cùng bước lên chơi này để cùng đăng ký và cùng giao lưu. Nào các bạn ơi, lạnh cỏ nào, các anh ơi, khẩn trương lên đây đăng ký nào. Vâng, hiện nay thì đã có mặt tại địa điểm thi đấu của admin của các bóng hóng là Hà Cương. Nhưng mà rất tiếc thì anh lại không biết lạnh cỏ. Anh có lẽ thì chỉ chơi hoạt tư tì thôi. Chúng ta sẽ tìm các vận động viên tiếp theo. Các anh các chị ơi, cùng nhau lạnh cỏ, cùng nhau giao lưu nào. Bộ môn thể thao đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng thân yêu. Tại phố đi bộ trong buổi tối ngày hôm nay sẽ có những phần quà rất ý nghĩa dành cho người chiến thắng. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng. 50.000 đồng dành cho người chiến thắng và những tràng vỗ tay thật lớn, những cái bắt tay thân thiện dành cho người thua cuộc. Rất mong quý vị các bạn cùng bước lên đây và cùng thi đấu nào. Vâng, bộ môn lạnh cỏ là một bộ môn đậm đà bản sắc dân tộc của quê hương Cao Bằng. Và đặc biệt rất mong những người chúng ta chỉ cần biết chơi một chút thôi, chúng ta sẽ cùng giao lưu học hỏi và trao dồi thêm những kiến thức hay về bộ môn lạnh cỏ. Rất mong quý vị các bạn, những anh chị đang có mặt tại phố đi bộ Kim Đồng này sẽ có